Chào mừng toàn thể các bạn đến với bài học số 10 trong chương trình ghi chép thông minh để thuộc bài tại lớp. Trong bài số 9 thì thầy đã giải thích cho các bạn biết tại sao các bạn phải luyện mắt của mình. Và bây giờ thì thầy sẽ vào cái phần kỹ thuật gồm có 7 bước. Rất là nhiều người học cũng là học, nhưng mà tại sao có những người học rất là nhẹ nhàng mà có những người học rất là khó không? Vậy thì chỉ khác nhau ở chỗ là cái cách học mà thôi. Bây giờ chúng ta hãy kiểm tra, nếu mà chúng ta làm đúng bước nào thì chúng ta bỏ qua. Còn nếu mà sai bước nào thì chúng ta nhớ phải làm lại nhé. Đầu tiên các bạn ghi giúp thầy đây là quy trình học thông minh. Nếu mà mình muốn mình thông minh thì học đúng quy trình ha. Nếu mình học sai cái quy trình này thì mình tốn rất là nhiều thời gian và nhiều khi kết quả nó lại không như ý. Nó có tổng cộng là 7 bước. Có mấy bước các bạn? 7 bước. À, có 7 bước. Bước 1 là chúng ta nhớ, chúng ta sẽ đọc cái tiêu đề. Khi mà học bất kỳ một bài học nào, đầu tiên là đọc tiêu đề. Rồi chúng ta xem hình ảnh, nếu có những cái môn nó có hình ảnh thì chúng ta sẽ xem những cái ảnh, nếu có, không có thôi. Ví dụ như là địa lý thì có hình ảnh địa lý, sinh học có sinh học, lịch sử thì có cái hình ảnh của toàn bộ trận đánh. À, thì đó là cái hình ảnh, đó là bước số 1 các bạn cần phải làm. Bước số 2 là các bạn phải đọc cái chỉ mục. Chỉ mục tức là những cái như là một la mã, một nhỏ, hai nhỏ, rồi A nhỏ là gì, B nhỏ là gì. À, tương tự như vậy, hai la mã có một nhỏ, tương tự như vậy. Tức là thầy nói là đọc chỉ mục thôi, chứ chưa có được đọc nội dung nhé. Chưa có được đọc nội dung. Ví dụ như bài đó nó có một la mã, nó tên là gì thì đọc cái dòng đó thôi. Sau đó nhảy xuống đọc một nhỏ là gì. Xong nhảy xuống đọc A nhỏ là gì, B nhỏ là gì, rồi tới đọc. Tức là chỉ đọc những cái chỉ mục thôi, chứ không có đọc cái nội dung nha. Rồi, bước số 2 là như vậy. Bước 1 là gì? Bước 2 là gì? Đọc chỉ mục. Ok, chúng ta đọc chỉ mục. Và chúng ta đến với bước số 3. Bước số 3. Bước 3 là lúc này chúng ta đọc câu hỏi, chứ cũng chưa được đọc nội dung nha. Đọc câu hỏi. À, có những người lạ lắm, họ học bài bằng cách là mới vô cái là họ đọc nội dung từ trên xuống dưới. Và cách học như vậy thì rất là mất thời gian. Bây giờ chúng ta hãy điều chỉnh lại cái quy trình học. Đó là bước 1 đọc tiêu đề xem ảnh, bước 2 là đọc chỉ mục, và bước 3 là đọc cái câu hỏi. Các bạn có biết tại sao chúng ta phải đọc câu hỏi trước khi đọc nội dung không? Có ai biết điều đó không? À, Minh Thanh. À, nội dung gì? Nội dung của bài học nằm trong... Nội dung gì? Trong bài học có nội dung chính phụ, nó là nội dung gì? Nội dung chính. Từ khóa thầy muốn nói đây là nội dung chính. À, cảm ơn Minh Thanh, cho Minh Thanh chào mọi thầy. Câu hỏi này á là nó chứa nội dung chính. Các bạn nhớ, câu hỏi là cái nơi mà nó chứa cái nội dung chính, nội dung chính. Nếu mà chúng ta làm một cái việc mà chúng ta không biết cái gì là chính, cái gì là phụ thì cuộc đời chúng ta tiêu rồi. Chúng ta có những người là học từ trên xuống dưới, chính phụ học hết. Nhưng mà những người thông minh nhất là họ hiểu là phải nắm cái ý chính thôi. Còn cái phụ nhớ là quá tốt, mà không nhớ thì cũng chẳng sao. Nhưng mà từ cái ý chính thì có thể phân ra cái ý phụ. À, chúng ta có thể điều chỉnh ngôn từ vân vân. Tức là chúng ta hiểu là khi mà người ta cho chúng ta học một cái bài gì đó mà người ta không hỏi lúc mà kiểm tra hoặc là kết thúc bài người ta không hỏi thì nó không phải là nội dung chính. Còn nếu mà cho học một cái bài gì đó rất là nhiều nội dung, nhưng mà những cái gì mà người ta đặt câu hỏi vào cái vấn đề đó thì chứng tỏ vấn đề đó là vấn đề quan trọng, chúng ta cần phải nhớ trong cái bài đó. Vì vậy chúng ta phải xác định ở bước số 3 là phải đọc câu hỏi để biết đâu là nội dung chính. Và tiếp theo là bước số 4. Đó là, thầy nhắc lại một lần nữa, những cái gì người ta hỏi đến thì cái đó xác suất sẽ được ra thi trong các cái kỳ thi học kỳ, các kỳ thi chuyển cấp, các kỳ thi tốt nghiệp thì nó đều nằm trong những câu hỏi cả. À, còn những cái gì mà không nằm thì nó rất là ít, khoảng 10 đến 20% gì đấy. Vì vậy chúng ta nhớ phải tập trung học cái chính, chứ không phải học hết mọi thứ. À, và bước số 4 thì chúng ta mới gọi là đọc nội dung. Nội dung chỉ được phép đọc khi ở bước số 4. Và nhớ khi đọc nội dung thì các bạn phải đưa cái ngón tay vào mà chỉ.
Các bạn vẽ cho thầy một cái ngón tay ở đây. Vẽ cái bàn tay và đưa ra một cái ngón. Đó. Nhớ là khi đọc nội dung thì các bạn phải đưa cái ngón tay ra như thế này. À, các bạn chỉ vào dưới mỗi cái dòng như thế này. Đó, các bạn thấy kỷ lục gia người ta đọc rất là siêu. Và ông ấy đưa cái tay ông ta dẫn đường cho con mắt. Tại sao chúng ta phải đưa ngón tay? Vì chúng ta đang muốn đọc nhanh mà, tức là học cho nhanh lên để còn nhiều thời gian nghỉ nữa. Thay vì mình học một cái bài đó nó mất 30 phút thì bây giờ mình mất có 5 phút mình thuộc mất tiêu rồi. Còn tới 25 phút để mình chơi. Mà nếu như mà mình học 4 môn thì mình tiết kiệm được bao nhiêu là thời gian để mình có nhiều thời gian mình chơi nữa chứ, mình nghỉ nữa chứ. À, vậy thì mình muốn làm nhanh thì hãy tưởng tượng thế này. Ví dụ như có một cái người họ đi từ điểm A đến điểm B, mà nếu muốn đi nhanh thì họ cứ đi liên tục như này thôi. À, đi nhanh lên là tới thôi. Nhưng mà có những người họ muốn đi nhanh mà họ đi kiểu này nè. Họ đi kiểu này nè. Tôi muốn đi nhanh. Họ đi hai bước họ lại lùi một bước. Tôi muốn đi nhanh. Tôi rất là muốn đi nhanh. Chỉ tôi cách đi nhanh. Các nhà khoa học họ đã chứng minh rằng nếu mà chúng ta mà không có luyện tập mà để cho con mắt của mình bình thường á, thì nó có hiện tượng đọc lại. Ai đã từng học bài đọc sách mà mình có hiện tượng đọc lại, tức là mình đọc câu này xong rồi mình tí mình đọc lại á, hiểu thầy nó, mình nhìn một cái trang sách á, mình đọc tới vòng số 10 tự nhiên mình lại đọc lại vòng số 8 á. Ai đã từng gặp tương tự như vậy? Tất cả chúng ta đều gặp, đúng không? Nếu mà chúng ta không luyện tập thì nó có hiện tượng đọc lại. Vì vậy nếu mà chúng ta muốn đọc nhanh, bước số 1 là phải cái bước đầu tiên mà trong cái kỹ thuật mà nội dung ấy là phải nhớ phải đưa tay vào. Nhớ nha, phải đưa tay vào. Và khi mà chúng ta đưa tay vào thì cái tuần số 1 thì chúng ta nhớ là chúng ta đưa tay vào một dòng. Nhưng mà tuần số 2 là phải đưa vào hai dòng. Tuần số 3 thì chúng ta đưa vào ba dòng. Và bắt đầu từ cái tuần thứ 4, tức là được một tháng quen mất rồi đó, thì chúng ta đưa tới một đoạn. Rồi tương tự như vậy, từ cái tuần thứ 5 trở về sau thì chúng ta hoàn toàn có thể đọc theo hình chữ Z. Tức là giống kỷ lục gia chưa? Tức là cứ đưa tay quơ. À, đó là sẽ thấy ông ấy đọc rất là nhanh, là bởi vì ông ấy đã có sự luyện tập. Và các bạn luyện tập đúng theo hướng dẫn của thầy thì bạn cũng sẽ có năng lực giống như thầy. Tất cả các kỷ lục gia thế giới họ đều biết những cái kỹ thuật rất là căn bản này, nhưng mà họ luyện tập nhiều lần và họ tạo thành những kết quả rất là thú vị. Và trong bài học kế tiếp thầy sẽ giúp các bạn hiểu những cái bước kế tiếp. Chúng ta dừng lại ở đây và hãy theo dõi bài học kế tiếp.